Chào các bác đến với kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio luôn luôn đem đến cho các bác những cái nhìn trung thực nhất về các sản phẩm âm thanh bãi. Và đặc biệt với kênh của em thì tất cả những cái dòng âm ly, loa, CD, equalizer, hàng bãi, những cái dòng về Việt Nam nhiều, những cái dòng đặc sắc, thì em sẽ luôn làm những cái clip rất là kỹ và chi tiết để phục vụ anh em quan tâm khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác có được tất cả các cái nhìn ở mọi góc độ của cái sản phẩm âm thanh bãi. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác, em về thêm được một con Pioneer Củng Long dòng AX900. Bình thường thì chủ yếu về Việt Nam là dòng AX500, 700, còn dòng 900 là rất ít. Và bản thân em là một dân gọi là hàng, em chuyên sưu tầm những cái hàng gồ ghề, nhưng mà phải yếu tố là gồ và bình dân, thì đây là một trong những con như thế. Cấu hình rất khủng và tầm tiền thì rất là hợp lý, dưới 10 triệu. Con AX900 này công suất tiêu thụ nó rất là lớn, nó đến 350W, sản xuất tại Nhật năm 1979. Và rất là nhiều clip em có chia sẻ với các bác rồi, đồ bãi này không phải con nào cũng giống con nào. Thế cho nên là rất là nhiều anh em đã xem rất nhiều clip, nhưng mà clip nào mà về những cái con kiểu như thế này em đều tháo ra để các bác xem ruột. Đấy, lý do là gì? Bởi vì hàng cũ. Đấy, con đẹp, con xấu. Đấy, thì mình tháo ra để các bác quan tâm, các bác có thể tham khảo. Hôm nay thì em con Củng Long này em có cho nó ghép với một cặp loa Mỹ, cặp Pop Audio. Pop Audio đây, cặp Pop Audio, những cái cặp này thì sản xuất tầm năm thập niên 80. Con AX900 này thì thông số nó rất là khủng. Đây, lần nào em cũng sẽ để cho các bác xem. Giá xuất xưởng là khoảng 135.000 yên, tức là nó gần 30 triệu. Anh khép cho em cửa cho em. Sản xuất năm 79 này. Đây là phần công, trọng lượng là 22,5 cân này. Kích thước con này khá là to. Kích thước nó là dòng đại này. Ngang là 46 đây. Cao là 15, sâu là 46, 45,5 đấy. Con này thì nó chơi được loa từ 4 đến 16 ohm. Ở dài 8 ohm là đưa ra 110W một vế. Đấy, rất là lớn. Con này giá xuất xưởng nó đắt hơn 2 lần con 7800 hay là mã. Nhưng mà giá bây giờ thì nó lại rẻ hơn. Con này thì gấu hơn nhiều. Đặc biệt các bác loa Nhật thì nó đánh được khá nhiều. Nhưng loa Mỹ này em đã ghép những cái dòng loa Mỹ khá là hay. Hôm nay là đầu tiên ghép với Pop Audio. Bình thường Pop Audio dòng này về em đã ghép với A500, A900, A700. Hôm nay là lần đầu tiên ghép con Củng Long A900 này. Còn hôm nay về như này, các bác nhìn xem hình thức rất là đẹp. Clip nào em test em cũng sẽ, những cái con Google em đều test, em quay rất là kỹ để các bác ở xa có thể chuyển khoản em gửi cho. Một trong những cái khác nhau đấy là mỗi con nó sẽ có một cái số series trên màn ảnh, là em đang quay số series đấy, 1002 6559. Đấy, công suất đấy. Đây là đầu loa. Các bác đầu loa các bác lưu ý là xoắn kỹ cái dây đồng, cắn vào xong rồi vặn vào, đừng để cái phần 1-2 sợi đồng gì nó tòe mà mát của cái máy đấy, rất là nguy hiểm. Và bây giờ về cái phần nội thất của con này thì nội thất nó quá là gồ ghề luôn, có thể nói nó như hai con chập một. Bình thường những con gồ thì nó chạy 4 con sò 2 vít đã là gấu rồi, một nguồn thôi. Ông này ông chạy 8 con sò 2 vít rồi. Đây này, vế bên này là 4 con này, vế bên này là 4 này. Và 4 con tụ lọc rất là lớn, hai nguồn. Đây, các bác hình dung là cấu hình của nó chỉ cần một vế nó đã làm bằng một con âm ly khác rồi. Và sò 2 vít là sò rất là lớn, hiệu suất cao này. Đây này. Đấy, các bác nhìn này, hai cái vít này. Nó có cái trắng trắng đấy. Đấy. Đây là sò than. Rồi, rất là đẹp, nguyên bản.
cái âm ly quan trọng nhất là cái phần công suất, phần tụ lọc và phần nguồn. Còn đôi khi mà nó những cái chấm phẩy thì cái đấy không tránh được. Thì cái đấy ví dụ vận chuyển hoặc gì đấy nó sẽ giúp anh em chơi nó ổn định hơn. Giờ mời các bác nghe chất âm của con này nhé. Em được cặp Pop Auto rất là khủng. Tay phone đeo và nghe mới thấy cái tiếng bass nó xuống rất là sâu. A900 khủng long. Anh em nào có nhu cầu thì alo sớm cho số máy 098 369 8887. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.